Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Israel không kích trung tâm Beirut, gần 140 người thương vong. Căng thẳng tại Trung Đông đã chạm đến mức đỉnh điểm khi Israel thực hiện những cuộc không kích tàn bạo vào trung tâm Beirut, khiến cả khu vực chao đảo. Trong một đêm đen tối, hai cuộc tấn công liên tiếp đã san phẳng một tòa nhà dân cư, biến nó thành đống đổ nát. Số người thương vong đang gia tăng nhanh chóng với ít nhất 22 người đã mất mạng và hàng trăm người khác bị thương. Hệ quả của hành động này không chỉ dừng lại ở con số, mà còn là sự leo thang của một cuộc xung đột đã kéo dài hàng thập kỷ. Ngày qua, căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang sau các đợt tấn công của Israel. Theo thống kê sơ bộ, đã có ít nhất 22 người thiệt mạng trong đợt không kích của Israel và Beirut. Theo đó, vào tối mùng 10 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel tiến hành hai cuộc không kích vào trung tâm thủ đô Beirut, Lebanon, san phẳng toàn bộ một tòa nhà dân cư. Theo đài CNN, Bộ Y tế Lebanon cho biết cuộc không kích đã làm 22 người chết, 117 người bị thương. Theo nguồn tin của Hezbollah và các báo cáo trên phương tiện truyền thông Israel, mục tiêu của vụ không kích là ông Wafid Safa, người đứng đầu đơn vị liên lạc của Hezbollah, chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề trong nước và quốc tế của nhóm. Một nguồn tin Hezbollah nói với CNN rằng ông Safa đã sống sót sau cuộc không kích. Lực lượng phòng vệ Israel chưa bình luận về thông tin. Nhiều nước chỉ trích Israel vì nổ súng vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ngày 10 tháng 10, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Lebanon UNIFIL cho biết Israel đã bắn trúng hai nhân viên của UNIFIL sau khi xe tăng Israel bắn vào một tháp canh tại trụ sở UNIFIL ở thành phố Ras Al Nakhura, Lebanon. Theo UNIFIL, hai binh sĩ trên không bị thương nặng và đến từ Indonesia. Israel xác nhận xe tăng Israel đã nổ súng vào khu vực trụ sở UNIFIL sau khi đã yêu cầu các nhân viên UNIFIL tìm nơi trú ẩn. Đại sứ Indonesia tại Liên Hợp Quốc Hari Prabowo lên án hành vi của Israel, nói rằng vụ việc chứng minh rõ ràng cách Israel tự đặt mình lên trên luật pháp quốc tế, trên sự miễn trừ và trên các giá trị chung về hòa bình. Canada gọi vụ nổ súng của Israel là đáng báo động và không thể chấp nhận được. Canada kêu gọi bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình và nhân viên nhân đạo. Tất cả các bên phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, Bộ Ngoại giao Canada viết trên mạng xã hội X. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ý Giulio Crosetto cho rằng vụ việc ngày 10 tháng 10 và các sự cố khác của Israel có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Ý và một số quốc gia đã yêu cầu Israel giải thích vì cho rằng sự việc mới đây không phải là một sai lầm. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni triệu tập đại sứ Israel tại Jonathan Pellet sau sự việc mà bà Meloni mô tả là hành vi không thể chấp nhận được. Đại diện cấp cao của Liên minh châu EU về chính sách đối ngoại và an ninh Joseph Borrell cũng lên án vụ nổ súng, cho rằng một ranh giới khác ở Lebanon đã bị vượt qua. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10 tháng 10 ra tuyên bố chỉ trích việc Israel nổ súng vào lực lượng gìn giữ hòa bình. Cuộc tấn công của Israel và lực lượng Liên Hợp Quốc sau các vụ thảm sát dân thường ở Gaza, bờ Tây và Lebanon là biểu hiện cho thấy tội ác của họ không bị trừng phạt. Cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ bảo đảm Israel tuân thủ luật pháp quốc tế, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ. Iran cam kết tiếp tục hỗ trợ các lực lượng kháng chiến ở Trung Đông. Trả lời phỏng vấn với kênh Al Jazeera phát sóng ngày 10 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cam kết Tehran sẽ hỗ trợ các nhóm thân Iran trong khu vực bất cứ khi nào cần thiết và sẽ ủng hộ mạnh mẽ lực lượng kháng chiến. Tôi đã đến thăm Beirut và Israel, liên tục nhắm mục tiêu vào thành phố này, và từ đó tôi tuyên bố với Hezbollah và các quan chức Lebanon rằng Iran sẽ không từ bỏ sự hỗ trợ đối với lực lượng kháng chiến, ông Araghchi nói. Ông Araghchi nói thêm rằng đường dây liên lạc giữa Iran với Mỹ vẫn mở thông qua bên thứ ba. Israel tuyên bố đã ngăn chặn được âm mưu đánh bom của ISIS. Ngày qua, các lực lượng an ninh Israel cho biết đã ngăn chặn một vụ đánh bom vào trung tâm thương mại Azrieli ở thành phố Tel Aviv do một nhóm có liên quan tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS lên kế hoạch, theo CNN. Cảnh sát Israel và cơ quan an ninh Israel ISA cho biết trong một tuyên bố chung rằng 5 cư dân của thành phố Tayyip Israel đã lên kế hoạch cho vụ tấn công từ nhiều tuần.
Theo tuyên bố, Israel đã mở một cuộc điều tra kéo dài một tháng để bắt hai thủ lĩnh của nhóm này và cả hai đều có quan hệ với ISIS. Cảnh sát Israel cho biết những nghi phạm có thiết lập mối quan hệ với các điệp viên nước ngoài và đã chiêu mộ thêm 3 công dân Israel. Cảnh sát nói thêm rằng trong quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện những nghi phạm đã xem video về vụ đánh bom ở Syria và thảo luận về lượng vật liệu nổ cần thiết để phá hủy trung tâm thương mại ở Asrielia, Tel Aviv. ASIUS, Mỹ và Israel tiến gần hơn đến sự đồng thuận về tấn công trả đũa Iran. Trang tin ASIUS ngày 10 tháng 10 dẫn nguồn tin rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến gần hơn đến quy mô kế hoạch trả đũa của Israel đối với Iran sau cuộc điện đàm ngày 9 tháng 10. Theo đó, một quan chức cấp cao của Israel nói rằng các kế hoạch hiện tại của Israel vẫn còn hung hăng hơn một chút so với mong muốn của Nhà Trắng. Trong khi đó, hai quan chức khác nói rằng hai bên đang đi đúng hướng và hiện đã có sự thống nhất hơn về bản chất và phạm vi của cuộc tấn công. Không cho Hezbollah trở tay, Israel tấn công nhanh như chớp. Trong ngày 9 tháng 10, Tổng tham mưu lực lượng phòng vệ Israel, ông Hezi Halevi nói rằng lực lượng vũ trang Hezbollah Lebanon đang suy yếu và đang nỗ lực che giấu thiệt hại lớn. Ông Halevi cũng khẳng định Israel tiếp tục tăng cường tấn công Hezbollah, không cho lực lượng này thời gian nghỉ ngơi hoặc phục hồi. Hezbollah đang gặp khó khăn trong việc chỉ huy và kiểm soát dẫn đến sự bối rối ở cấp độ ra quyết định và gây khó khăn trong hoạt động của họ, ông Halevi nói. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel cho biết Israel đã tiến hành hơn 1.100 cuộc không kích vào miền nam Lebanon kể từ khi các chiến dịch trên bộ bắt đầu vào đầu tháng này. Cũng trong ngày 9 tháng 10, Hezbollah đã nã hàng chục quả tên lửa vào các thành phố phía bắc Israel khiến hai người thiệt mạng tại Kiryat Shmona. Đây là những người dân Israel thiệt mạng đầu tiên kể từ khi Israel mở chiến dịch trên bộ ở Lebanon. Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Miller cho biết Washington vẫn đánh giá rằng chiến dịch trên bộ của Israel tại Lebanon là chiến dịch có giới hạn. Ông Miller lưu ý rằng cụm từ có giới hạn là việc Israel di chuyển quãng đường ngắn sang biên giới và không tiến sâu vào bên trong Lebanon, chứ không phải là số lượng quân Israel dùng trong chiến dịch trên bộ. Hàng chục nghìn người đã phải di dời khỏi miền nam Lebanon trong bối cảnh các hoạt động quân sự của Israel ngày càng gia tăng ở khu vực này. Cực nóng, Israel bắt tay với Mỹ, Iran sắp hứng cơn thịnh nộ. Căng thẳng Trung Đông những ngày qua vẫn tiếp tục leo thang, nổi bật là tin lãnh đạo Mỹ, Israel điện đàm bàn cách thức trả đũa Iran. Ngoài ra, Israel cũng tăng cường tấn công Hezbollah, đồng thời nã tên lửa vào một bệnh viện ở Gaza khiến hàng chục dân thường thương vong. Cụ thể, ngày 9 tháng 10, căng thẳng Trung Đông tiếp tục có những diễn biến mới đáng lo ngại. Ông Biden, ông Netanyahu đã điện đàm bàn việc trả đũa Iran. Đây là lần đầu tiên sau 2 tháng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, tập trung vào kết quả trả đũa của Israel sau vụ Iran tập kích Israel bằng hàng loạt tên lửa, theo hãng tin Reuters. Nhà Trắng cho biết trong cuộc điện đàm kéo dài 30 phút, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các kế hoạch của Israel và ông Biden cũng đã gây sức ép với ông Netanyahu về việc giải quyết xung đột ở Gaza và Lebanon bằng biện pháp ngoại giao. Nhà Trắng cho biết ông Biden lên án cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào Israel vào ngày 1 tháng 10, nhưng không đề cập các phương án đáp trả và hai bên nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ trong thời gian tới. Văn phòng của ông Netanyahu đã xác nhận cuộc gọi nhưng không đưa ra bất kỳ thông tin nào về cuộc điện đàm. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon nói với báo giới rằng hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc điện đàm tích cực và chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của Mỹ. Cũng trong ngày 9 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Yoav Gallant cho biết các cuộc tấn công gần đây của Iran và Israel là hung hăng, nhưng cuối cùng thất bại vì không có cơ sở hay trang thiết bị quân sự nào bị hư hại. Về viễn cảnh trả đũa của Israel, ông Gallant nói rằng cuộc tấn công của Israel sẽ mạnh mẽ, chính xác và trên hết là gây bất ngờ và Iran sẽ không hiểu chuyện gì đã xảy ra và xảy ra như thế nào. Israel nã tên lửa bệnh viện Gaza, hàng chục người thương vong. Lực lượng phòng vệ Israel khẳng định bệnh viện Al-Yemen Al-Sayed mà lực lượng này tấn công trại tị nạn Jabalia ở Gaza vào ngày 9 tháng 10 là trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas, theo đài CNN. Các quan chức bệnh viện cho biết ít nhất 16 người thiệt mạng và 17 người bị thương trong vụ tấn công vào khuôn viên này. Khi được hỏi CNN về vụ tấn công, lực lượng phòng vệ Israel cho biết vụ tấn công nhằm vào những kẻ khủng bố và trước cuộc tấn công, nhiều biện pháp đã được thực hiện để giảm thiểu nguy cơ gây hại cho dân thường, bao gồm việc sử dụng vũ khí chính xác.
Trong diễn biến liên quan vào hôm 9 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Mỹ vô cùng quan ngại về tình hình nhân đạo trên toàn Gaza và đặc biệt là ở miền Bắc Gaza. Đây là chủ đề của một số cuộc thảo luận rất cấp bách giữa Mỹ và Israel. Chúng tôi đã nói rõ với chính phủ rằng họ có nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế là phải cho phép thực phẩm, nước uống và các hỗ trợ nhân đạo cần thiết khác được đưa đến mọi nơi ở Gaza. Và chúng tôi hoàn toàn mong đợi họ tuân thủ các nghĩa vụ đó, ông Miller cho hay. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!